Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Huyền My Vlog nha. Hôm nay nhà mình nhặt rau cần tây các bạn ạ. Ôi mệt quá. À, con kem đánh dập. Nó sập cái gì ra sao không? Ui xa. Chẳng cài đi tao dưới này chả không có wifi gì cả. Thế nên là gọi tiếp cài đi. Ông bà biết về xuống đây không? Nam mấy hôm rồi? Có uống thuốc Covid không? Nhà Nga con tôi cần ông chiều dần, bây giờ cần mày ăn. Mi để rau muống đâu rồi Mi? Rau với tươi mà. Chiều rồng. Bây giờ đang nắng rồng gì? Tao hôm qua tao rồng sớm.
Mai ngày mai người ta còn phải mở hàng Việt kia. Chắc phải đánh xe cho Tuấn nó bê bàn nhá. Sáng mai nó lấy vịt thì nó còn có chỗ chèn chèn vịt. Nhặt hết là rửa nấu còn một bát thôi mà. Đây có hết cả cam rồi này. Tôi đi mua cam rồi này. Bây giờ mình đến đây là kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đấy, một rổ rau rất là ngon nhé.